Cổ nhân xưa có câu: cây phải có gốc mới trổ cành xanh lá, nước phải có nguồn mới bè cả sông sâu, là người phải có nòi giống tổ tiên. Nhà thờ có ý nghĩa quan trọng với tâm linh của đa số người dân Việt Nam, nơi hội tụ hồn thiêng dòng tộc, còn là nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày, cảm nhận sự ấm áp, gần gũi của ông bà, tổ tiên đang dõi theo việc làm của con cháu, để ngăn ngừng điều dữ, phù hộ độ trì, thành thông an khái. Nhà thờ là nơi thờ cúng tổ tiên ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp, để con cháu hộ tụ kính cẩn dâng hương, cùng nhau nhìn lại những điều đã làm được và chưa làm được. Nhà thờ cũng là nơi lưu danh các bậc tiền nhân và lưu truyền gia phả mãi mãi cho con cháu về sau. Nằm trên mảnh đất làng nghề gốm mỹ nghệ La Xuyên, thuộc xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định, nhà thờ họ Phạm, xóm La Thắng hiện rõ như một công trình làm đẹp cho cảnh quan làng quê. Chi họ Phạm ở La Thắng, La Xuyên cũng như các chi họ khác ở mảnh đất làng nghề mộc hình thành và phát triển trong nền văn minh lúa nước của miền đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, chi họ Phạm nơi đây phát triển nghề mộc chạm khắc gỗ mỹ nghệ mà tổ nghề để lại. Trong lịch sử, chi họ Phạm xóm La Thắng cũng đã có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc trong lao động sản xuất, trong công cuộc dựng nước và giữ nước, bảo vệ tổ quốc. Theo tiếng gọi của Đảng, các cụ đã xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Là dòng họ có truyền thống hiếu học, việc học hành được dòng họ coi trọng không chỉ là đạo lý tôn sư trọng đạo thông thường, mà đó là lẽ sống, là phạm trù đạo đức mà mỗi người, mỗi gia đình trong dòng họ noi theo. Có được bề dày truyền thống và phát triển như ngày nay, chi họ Phạm nơi đây đã trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực từ sự cần cù, chịu thương, chịu khó, lòng yêu nước, yêu quê hương của mỗi người con dòng họ. Tự hào đem tinh thần, truyền thống tốt đẹp đó, dòng họ Phạm ở La Thắng luôn nỗ lực cống hiến để xây dựng dòng họ, quê hương. Con chim bay đến phương trời nào cũng luôn nhớ về tổ. Con cá dẫu bơi đến góc biển nào cũng chẳng thể quên nguồn. Chim có tổ, người có tông, đã là con người sống ở trên đời thì luôn nhớ về nguồn cội, gốc rễ. Uống nước nhớ nguồn từ bao đời đã trở thành đạo lý tốt đẹp của người Việt. Tâm nguyện của con cháu chi họ Phạm ở xóm La Thắng là muốn có một ngôi nhà thờ riêng để thờ các cụ cho phải đạo. Nhờ phúc ấm tiên tổ đưa đường chỉ lối, được sự chung tay góp sức đồng lòng của cả dòng họ, mà đứng đầu là ông Phạm Thanh Liêm cùng gia đình, con cháu đã có công kiến thiết xây dựng nên nhà thờ chi họ Phạm. Nhà thờ đã được khởi công ngày 9 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Sau gần nửa năm thi công, công trình đã hoàn thành ngày 2 tháng 5 năm Tân Sửu 2021. Tất cả các hạng mục đưa ra đã đảm bảo kỹ thuật, chắc chắn
bền, đẹp, đúng thời gian. Nhà thờ thiết kế theo kiến trúc vừa truyền thống kết hợp hiện đại với đốc và mái xây được lập theo hướng vừa truyền thống vừa hiện đại. Khung nhà và cửa được làm bằng gỗ chạm khắc công phu tỉ mỉ, cũng thể hiện những nét tài hoa của những bàn tay người thợ chi họ Phạm được kế thừa truyền thống của làng nghề. Trong nhà thờ bao gồm bàn hương cùng các chi tiết trong gian thờ giữa cộng đồng tiên tổ. Bên trên có treo đại tự hoành phi câu đối, cửa võng, tất cả đều được đục chạm tinh xảo. Khi vào dâng hương tiên tổ, cảm nhận được trong nhà thờ thật khang trang, lộng lẫy, uy nghi. Nhìn lại quá trình xây dựng, thật tự hào với sức mạnh đoàn kết của dòng họ, khắc phục mọi khó khăn, chung lòng, chung sức với một tâm nguyện tri ân tiên tổ. Đúng là nặng nhọc mấy, con cháu đông thành nhẹ, khó khăn nào chung ý cũng vượt qua. Hôm nay tọa lạc một nhà từ đường Phạm Tộc thật là uy nghiêm. Từ đường Phạm Tộc, một công trình văn hóa tâm linh, một ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, là tài sản tâm linh vô giá muôn đời để lại cho con cháu phụng thờ. Thật đúng là địa linh tụ khí xây lại tổ đường, tử tôn phụng thờ, trường thâm phúc lộc. Dòng họ càng lâu đời, con cháu càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên nhà thờ cũng là nơi con cháu gặp gỡ, làm mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về nguồn cội. Nơi đây con cháu chi họ Phạm nghiền ngẫm suy nghĩ về ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Từ đường Phạm Tộc là mái nhà chung và dòng họ Phạm ở La Thắng sẽ mãi đoàn kết, vươn lên những tầm cao mới.